Only mode. Xin chào các anh chị đã có mặt trong buổi webinar Are you ready for ERP challenges của ngày hôm nay? Tôi là Lã Thị Phương Thảo đến từ công ty TRG International và hôm nay tôi sẽ là điều phối viên của webinar này. Đối với webinar Are you ready for ERP challenges thì đây là webinar thứ tư trong chuỗi ERP webinar của chúng ta do Roadmap to ERP Success Your TRG International tổ chức. Đối với những thay đổi mang lại từ việc triển khai hệ thống ERP thì webinar này sẽ giúp chúng ta giải đáp các băn khoăn của doanh nghiệp về việc doanh nghiệp có thật sự sẵn sàng để triển khai các dự án ERP hay chưa. Đầu tiên, xin mời anh chị kiểm tra chế độ âm thanh bằng cách click vào nút Mic and Speakers tại ô bên phải của màn hình. Nếu âm thanh vẫn còn chưa tốt, anh chị vui lòng kiểm tra trong phần sound check. Và trong suốt buổi webinar hôm nay, chúng ta sẽ có một số hình thức trao đổi thông tin như sau. Cách đầu tiên đó là trao đổi thông tin tại ô cửa sổ Questions Chat. Sau đây tôi sẽ đọc một câu hỏi. Đó là anh chị thấy webinar tổ chức vào thứ 6 từ 3 giờ đến 4 giờ có thuận tiện cho mình không ạ? Anh chị vui lòng trả lời câu hỏi trong ô question chat để làm quen với chức năng này đi ạ. Cảm ơn các anh chị đã trả lời câu hỏi vừa rồi. Và chúng ta sẽ đến với cách thứ hai, đó là cách trả lời các câu hỏi khảo sát. Diễn giả của chúng tôi sẽ có một số câu hỏi khảo sát để giúp anh chị hiểu hơn về phần trình bày của mình. Đối với mỗi câu hỏi khảo sát thì chúng tôi sẽ dành 30 giây để anh chị có thời gian trả lời. Nào, chúng ta hãy khởi động bằng câu hỏi khảo sát như sau. Đó là anh chị hiện đang làm việc trong lĩnh vực nào? Chúng ta có sản xuất, bao bì, công nghệ thông tin, gỗ, sản phẩm và các dịch vụ khác. Anh chị còn 20 giây để trả lời câu hỏi khảo sát vừa rồi. Thời gian trả lời câu hỏi khảo sát của chúng ta đến đây là kết thúc. Như vậy thì đa số các anh chị tham dự buổi webinar hôm nay đang làm việc trong lĩnh vực sản phẩm các dịch vụ khác và 20% các anh chị thì đang làm việc trong lĩnh vực bao bì. Cảm ơn các anh chị đã trả lời câu hỏi khảo sát vừa rồi. Và sau đây tôi xin giới thiệu diễn giả của chúng ta ngày hôm nay, đó là anh Nguyễn Đông Hồ, Giám đốc quản lý dự án ERP của công ty TRG International. Anh đã có trên 15 năm kinh nghiệm tư vấn triển khai các giải pháp ERP và trong đó có dự án ERP của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Và hôm nay anh sẽ trình bày về nội dung Are you ready for ERP challenges? Chương trình webinar của hôm nay của chúng ta sẽ bao gồm hai phần. Phần đầu tiên là phần trình bày của anh Hồ diễn ra trong vòng 30 phút và sau đó chúng ta sẽ có 15 phút để hỏi đáp. Và bây giờ tôi xin chuyển lại phần trình bày cho anh Nguyễn Đông Hồ. Cảm ơn chị Phương Thảo, xin chào các anh chị. Các anh chị đã sẵn sàng cho cái thử thách ERP hay chưa? Thì đây là một câu hỏi, cũng là một cái dịch vụ của những hãng tư vấn để nó giúp các doanh nghiệp trả lời về cái tính sẵn sàng cũng như những dịch vụ trong việc chọn lựa giải pháp, đánh giá cái rủi ro của giải pháp cũng như quản trị dự án. Khi mà các anh chị có được cái ngân sách, có được cái mục tiêu, có được yêu cầu, có được phạm vi, có được cái thời gian và nhân sự, như vậy thực sự anh chị đã sẵn sàng hay chưa? Cái câu trả lời này thì nó dành riêng cho các anh chị trong cái webinar ngày hôm nay.
Và hôm nay tôi sẽ trình bày một cái góc nhìn khác. Nó đến từ cái sự sẵn sàng trong cái mối tương tác giữa các anh chị để tạo ra cái trải nghiệm của các anh chị thông qua những yếu tố tương quan giữa cái nhân sự, những con người ở trong cái công ty của anh chị. Để từ đó chúng ta sẽ định ra được những cái mục tiêu, những cái quy trình và những cái chức năng nào chúng ta cần cái hệ thống ERP có thể đáp ứng để chúng ta trả lời được câu hỏi sẵn sàng. Trong cái phạm vi webinar thì tôi cũng có một cái trình bày demo nho nhỏ thôi. Chủ yếu là tập trung vào cái lĩnh vực về lập kế hoạch sản xuất cũng như là cái quy trình sản xuất bởi vì chúng ta cũng không có nhiều thời gian. Và cuối cùng là phần hỏi đáp. Đầu tiên thì tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị về cái trải nghiệm của các anh chị để mà anh chị có thể trả lời được câu hỏi anh chị thực sự sẵn sàng hay không. Tôi đã từng tham gia những cái buổi hội thảo khi kết thúc những cái dự án lớn á, thì khi được hỏi những thách thức nào là lớn nhất đối với các doanh nghiệp trong việc triển khai cái hệ thống ERP, thì đa số các giám đốc điều hành, các giám đốc doanh nghiệp khi họ tham gia vào cái dự án này thì họ cho rằng cái thách thức lớn nhất phần lớn đến từ con người. Và bản thân họ cũng nói rằng là cái thách thức đầu tiên là họ có nhận thức được những thách thức khi triển khai dự án ERP hay không. Cái thách thức thứ hai thì họ cho rằng cái nhóm giúp việc ở đây cụ thể là các anh chị trưởng các bộ phận thì họ có sẵn sàng vượt qua cái thách thức và chấp nhận cái thách thức đó hay không. Và cuối cùng cái thách thức đó đến từ cái nhóm dự án, họ có cam kết để cùng chung tay xây dựng, triển khai cái dự án, ứng dụng và nuôi dưỡng cái dự án để nó vận hành về sau này hay không. Đó là ba cái thách thức lớn nhất. Như vậy á, thì giữa cái mục tiêu các anh chị yêu cầu trong cái hoạt động về sản xuất kinh doanh và vận hành, đó là cái thách thức của anh chị, thì khi anh chị chọn được một cái giải pháp phù hợp, nó là một cái thách thức kép. Như vậy thì nên chăng chúng ta cùng ngồi lại với nhau trong cái mối tương quan giữa những cái hoạt động sản xuất kinh doanh và vận hành của các anh chị, những cái con người tham gia vào cái nhóm xúc tiến đó, để các anh chị có được những cái yêu cầu, những cái mục tiêu quản lý cũng như là những cái đầu bài. Và từ những cái những hoạt động kinh doanh vận hành của anh chị thì các anh chị sẽ định ra được những cái quy trình, những mục tiêu của quy trình, những quy trình nào anh chị dự định đưa vào trong cái việc triển khai. Và để cho cái nhân viên của các anh chị hoạt động được theo cái quy trình đó, thì nó anh chị cần những cái chức năng của hệ thống. Thì quá trình tương tác giữa ba yếu tố hoạt động sản xuất kinh doanh vận hành, những cái con người ở đây có thể là những cái nhà tài trợ thông tin, những người làm chủ quy trình, những cái nhân sự chính cũng như là những cái người sử dụng đầu cuối, và cái giải pháp trong tương lai mà anh chị đánh giá, nó tạo cho anh chị một cái trải nghiệm cách trải nghiệm người dùng. Và như vậy nó trả lời câu hỏi là anh chị có thực sự sẵn sàng hay không. Tôi đi vào chi tiết hơn về các yếu tố trên đây. Đầu tiên á, dù anh chị gọi cái nhóm đó là cái nhóm xúc tiến hay là nhóm chuẩn bị dự án hay là nhóm dự án hay là một nhóm gì đi nữa, thì nó cần phải có cái nhà tài trợ. Bởi vì cái nhà tài trợ sẽ đưa ra những cái mục tiêu của họ về trong ngắn hạn cũng như về dài hạn. Và đồng thời cần phải có một cái người làm cái giám đốc cái nhóm xúc tiến đó. Nên là các anh chị ở các vị trí chẳng hạn như phó giám đốc điều hành, phó giám đốc, hoặc là các anh chị về giám đốc tài chính. Bởi vì ở cái góc nhìn của các anh chị này thì họ nhìn vấn đề về phương diện hiệu quả mặt tài chính khi họ đưa ra cái ngân sách về mặt đầu tư. Rồi các anh chị cũng có cái nhóm dự án, nhóm xúc tiến là các anh chị trưởng các bộ phận. Ở phía bên dưới thì nó lại có những cái nhân sự về làm chủ cái quy trình, sở hữu cái quy trình, những cái quy trình mà các anh chị dự định làm việc á, thì những cái người nào là họ nắm chắc nhất, và sau này có sự mà hỗ trợ của các anh chị đó thì cái quy trình nó sẽ được vận hành và được hoạt động một cách suôn sẻ. Các anh chị cũng cần phải có những anh chị và người dùng chính ở đây là họ sẽ hỗ trợ những cái thông tin để có thể thiết kế, có thể đưa ra những yêu cầu về mặt quy trình, và cũng xác định được là những cái người sở hữu và người sử dụng quy trình đó là ai. Ở một số cái công ty, những cái tập đoàn mà tôi cũng từng tham gia đó, thì bởi vì nó có rất là nhiều cái công ty thành viên, như vậy á, nó còn có được những cái nhân sự
mà họ đi xuyên suốt các quy trình, thí dụ về tài chính kế toán của nhiều công ty khác nhau. Khi mà mình chuẩn hóa một quy trình về tài chính kế toán thì cần có nhân sự họ họ đọc thống nhất cái quy trình dùng chung cho tất cả các công ty ở trong phạm vi tập đoàn. Và cuối cùng là các anh chị cũng cần có một nhóm hỗ trợ. Thì khi ta xác lập được cái bộ khung về cái nhóm xúc tiến như vậy thì công việc bắt đầu diễn ra. Chúng ta đã biết được là cái mục tiêu của cái công ty, thì dựa vào cái mục tiêu công ty, có thể lấy ví dụ là chúng ta muốn là gia tăng cái lợi nhuận, thì từ cái mục tiêu mà gia tăng lợi nhuận như vậy á thì nó trở thành những cái mục tiêu của các quy trình. Mà cụ thể ở đây tôi lấy ví dụ như là một cái quy trình về dịch vụ khách hàng chẳng hạn, như là làm sao chúng ta có thể giao hàng đúng hạn, tỷ lệ rớt hàng chỉ có 2% trong tổng số đơn hàng. Đó là một ví dụ về những mục tiêu quy trình. Và để làm được điều đó đó, có phải là những cái bước quy trình chẳng hạn như khi chúng ta nhận được một cái yêu cầu đặt hàng của khách hàng thì chúng ta phải trả lời những câu hỏi chẳng hạn như là làm thế nào chúng ta để có thể chào giá về mặt đặc tả sản xuất theo yêu cầu của khách hàng trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Và đối với một số các anh chị ở những lĩnh vực ở đây, thí dụ như có lĩnh vực bao bì, thì cái cấu trúc nguyên vật phụ liệu, rồi khi nào vật tư nó sẵn sàng, khi nào anh chị có thể giao hàng theo từng từng đợt, thì cái chuyện đó nó không hề đơn giản, có khi nó kéo dài một tuần cả tháng anh chị mới có thể có được những thông tin chi tiết. Và cái thông tin đó nó được kế thừa để sau khi mà khách hàng đã chấp nhận cái đơn chào giá của anh chị, nó sẽ biến thành được những cái cấu trúc sản phẩm cũng như là những cái công đoạn sản xuất để nó đi vào trong cái hoạt động sản xuất và vận hành. Rồi từ cái những cái mục tiêu mà của các bước quy trình này, ta sẽ có mục tiêu của từng cái công việc cụ thể, của từng cái nhóm con người cụ thể. Hình trên đây các anh chị có thể thấy cái mối tương quan giữa cái mục tiêu của doanh nghiệp, ví dụ tôi nói là cái mục tiêu về mặt lợi nhuận, thì nó sẽ trở thành những cái mục tiêu của cái quy trình cụ thể, chẳng hạn như là giao hàng đúng hạn mà và tỷ lệ rớt hàng nó chỉ có 2% tôi vừa mới trình bày. Thì bằng cái quy trình của hậu cần ngược, các anh chị có thể đi ngược đi ngược đi ngược, và từ đó các anh chị sẽ khám phá được những cái mục tiêu của các bước quy trình và những công việc cụ thể. Tương tự cho những cái quy trình khác, chẳng hạn như là liên quan tới quy trình sản xuất, thì nó cũng góp phần tạo ra giá trị để cho cái bộ phận dịch vụ khách hàng, để đảm bảo cái tỷ lệ rớt hàng là 2% là sản xuất phải đúng hạn chẳng hạn như vậy. Hay hoặc là thống nhất cái ngành mục tiêu sản xuất giữa cái bộ phận sản xuất, bộ phận kinh doanh, bộ phận về vật tư đó. Thì và mỗi cái mục tiêu của anh chị nó đều có những chỉ số để các anh chị đo lường, và những cái chỉ số đo lường đó thuộc trách nhiệm của các nhóm cái nhân sự hoặc những cái bộ phận nào mình cần phải ghi rõ ra như vậy. Ví dụ tỷ lệ rớt hàng không hơn 2% và cái việc sản xuất thì nó không có thể nào nó quá cái quá hạn là bao nhiêu phần trăm, bởi vì khi sản xuất xong anh chị phải đóng gói, nhiều khi các anh chị phải làm, nếu mà xuất khẩu thì phải làm những cái thủ tục hải quan rồi chất lên công rồi quản lý container vân vân, có rất nhiều việc như vậy. Thì nguyên cái chuỗi hậu cần ngược như vậy nó cần phải đảm bảo ứng với những cái điểm kiểm soát về mặt thời gian, thì chúng ta mới có thể trả lời được câu hỏi là tăng lợi nhuận và đảm bảo được cái chuyện rớt hàng chỉ có 2%. Và khi anh chị có cái quy trình rồi đó thì thật sự á, có thể các anh chị cũng cũng không biết là những cái thông tin khi chúng ta tập hợp, chúng ta phân tích á, thì nó có rất là nhiều cái yêu cầu. Thì có thể các anh chị áp dụng cái nguyên tắc 80-20 của Pareto á, có nghĩa rằng á, là trong 20 cái phần trăm á, là vấn đề á, thì nó có thể tạo ra tới 80% cái những cái trục trặc hay hoặc là những cái mà phát sinh ở của cái hoạt động của doanh nghiệp. Hoặc là chúng ta có thể tập trung được 20% những cái vấn đề cốt lõi, những cái yêu cầu về mặt quản lý, thì các anh chị nếu mà giải quyết được 20% đó thì có thể giải quyết được 80% cái lợi ích về việc đầu tư cái dự án ERP. Cũng như á là về mặt những cái quy trình sản xuất thì các anh chị có thể tập trung vào những sản phẩm chủ lực mà có thể tạo ra 80% về mặt lợi nhuận, hoặc là những cái đầu tư vào hệ thống ERP. Nếu như anh chị là những cái công ty ở trong một tập đoàn như vậy, ta tập trung vào trong những cái phần hành và cũng như là những cái công ty nào trước để
tạo ra cái lợi ích là lớn nhất, và tất cả những yếu tố đó thì nó đều cân đong đo đếm bằng cái hiệu quả tài chính. Ở đây là các anh chị quy ra được là những cái yêu cầu như vậy á, thì nếu như thực hiện tốt thì lợi ích là như thế nào, thì từ đó các anh chị sẽ có được một cái sự chuẩn bị về mặt con người qua quá trình tương tác tạo thêm trải nghiệm. Các anh chị có được cái sự chuẩn bị mặt quy trình và có mục tiêu của công ty, tập đoàn, mục tiêu của quy trình, mục tiêu của bộ phận và mục tiêu của những cái nhân sự. Và chúng ta tập trung vào trong những cái yêu cầu một cách chính đáng và bắt cụ thể, và chúng ta chỉ khi giải quyết được vấn đề đó thì chúng ta mới mở rộng ra những yêu cầu mang tính hỗ trợ và phụ sau này. Sau khi mà các anh chị đã có được cái sự chuẩn bị về phía cái trải nghiệm của anh chị, thì trước khi qua cái phần về demo, chúng ta nhìn ra phía bên ngoài xem coi những cái nhà hoạt động sản xuất họ 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 đặt những vấn đề gì để giải quyết những mục tiêu của họ. Thì tôi có một cái câu hỏi dành cho các anh chị. Hiện tại những cái thách thức mà anh chị phải đối mặt á, thì nó liên quan tới về cái việc hợp nhất cũng như là cái báo cáo tài chính. Cái thứ hai á, các anh chị có thể có được những cái thách thức liên quan tới việc giao hàng đúng hạn, tỷ lệ rớt hàng là thấp nhất. Cái thứ ba, các anh chị có thể có được những vấn đề liên quan tới vấn đề về ước lượng, về giá thành để chúng ta có thể chào giá một cách chính xác và nhanh nhất. Cái kế tiếp á, có thể là liên quan tới kế hoạch sản xuất trong cái ngữ cảnh á, nguồn lực của anh chị có hạn. Và cuối cùng các anh chị cũng quan tâm tới cái chuyện á, là cần phải có một quy trình xuyên suốt để ta có thể nhìn rõ ở cái giai đoạn mà nhận đơn đặt hàng mà tới khi mà thành phẩm nó được sản xuất ra. Thì mời các anh chị trả lời qua cái phần bình chọn. Cảm ơn cái câu trả lời của các anh chị. Thì trong số 5 câu hỏi mà tôi đặt ra đó, thì hơn 50% quá bán là các anh chị trả lời về việc ước tính về giá thành trong việc chào giá. Đúng như vậy. Bởi vì cuối cùng thì cái dịch vụ khách hàng nó cũng là cái dịch vụ mà trọng tâm mà chúng ta cần phải thỏa mãn trong việc có được cái định mức về mặt kỹ thuật để mà chúng ta có thể chào giá một cách nhanh nhất. Cái thứ hai á, thì là các anh chị quan tâm tới việc cái giao hàng đúng hạn, tỷ lệ cái rớt hàng là thấp nhất. Cuối cùng anh chị muốn có được và cũng gặp những cái thách thức liên quan tới có một cái quy trình xuyên suốt. Thì phần phần demo mà tôi trình bày ở đây nó sẽ có ba cái nội dung. Đầu tiên á, thì sau khi các anh chị đã chuẩn bị về phía mình rồi á, các anh chị cũng cần xem coi là những nhà hoạch định sản xuất ở trên thế giới á, họ có những cái vấn đề gì, họ đưa ra những vấn đề gì để giải quyết những mục tiêu quản lý của họ. Tôi đưa các anh chị vào trong một cái value add để các anh chị khám phá ra những cái giá trị của nó. Thì những cái giá trị này á, thì nó cũng có thể là nó được thống kê theo những cái mục tiêu quản lý, nó thống kê theo từng cái phần hành, nó thống kê theo những cái vị trí và nó cũng thống kê theo từng cái quy trình. Tôi sẽ đi vào trong cái nội dung ERP, bởi vì cái hệ thống ERP nếu mà chúng ta xem xét tất cả những cái mục tiêu quản lý thì nó rất là nhiều. Do đó trong cái giới hạn của chương trình tôi cũng chỉ chia sẻ với anh chị một vài thông tin liên quan tới lập kế hoạch sản xuất thôi. Đây. Chúng ta có cái lập kế hoạch sản xuất và dựa vào những cái mục tiêu mà anh chị sẽ xem trong một vài phút tới thì anh chị sẽ nhìn thấy được là những cái lợi ích mà cái hiệu suất sản xuất nó mang lại.
cũng như là các anh chị có thể đồng thuận được một cái kế hoạch về cân bằng về mặt nguồn lực, và cũng như là chúng ta có thể cải thiện được những cái hiệu suất về sản xuất của máy móc thiết bị. Đầu tiên thì tôi đi vào trong cái hoạt động về lập lịch sản xuất. Thì lập lịch sản xuất á, thì những cái nhà mà điều hành mà quản lý sản xuất trên thế giới thì họ quan tâm nhất á, là cái mục tiêu về mặt đồng thuận. Ở đây thí dụ như là về mặt khi ta nhận được một cái đơn hàng thì cái việc đầu tiên á, dịch vụ khách hàng thì muốn là giao hàng đúng hạn. Đương nhiên á, thì bộ phận sản xuất thì họ cũng cần phải có cái nguyên vật liệu, và cũng như là họ phải coi được những cái ràng buộc về mặt thời gian và cái năng lực họ có hay không về mặt thời gian lead time. Và bộ phận về mua hàng thì họ cũng phải cần có thời gian để họ sourcing được những cái mặt hàng, những cái nguyên vật liệu mới, thì nó cần phải có một kế hoạch cân bằng để dung hòa những yếu tố này. Đó là những cái phần quan trọng mà khi mà lập lịch sản xuất những cái nhà quản trị họ đặt vấn đề. Cái thứ hai nữa họ muốn quan tâm là ai sẽ tham gia vào trong cái tiến trình lập lập lịch này, và cái thông tin cần phải duy trì một cách chính xác ở phạm vi toàn công ty đó. Và nếu như các anh chị có những cái chuyền sản xuất khác nhau ở trong cái nhà máy của anh chị hoặc là ở những cái công ty khác nhau như vậy, thì kế hoạch sản xuất và lập lịch sản xuất có thể chia ra những cái bộ phận lập kế hoạch khác nhau. Và từ đó đó, dựa trên những phân tích như vậy thì họ cần phải có một kế hoạch đồng thuận về cái về để có một cái kế hoạch sản xuất tốt nhất, và những cái kế hoạch đó được thông tin liên lạc lẫn nhau. Thì hệ thống nó giúp ích được cái gì? Ở đây tôi chỉ đặt ra những vấn đề, còn xem xét hệ thống như thế nào thì nó lại là một cái bước kế tiếp. Và lợi ích mang lại của nó đó, thì cái khả năng mà những sản phẩm mà anh chị sản xuất ra trong vòng 1 tháng cũng như là kế hoạch sản xuất đó mình có thể lập lịch ở mức độ và phạm vi ở xưởng, ở nhiều nhiều xưởng khác nhau hoặc là trên phạm vi của cả tập đoàn hay không. Số người tham gia vào trong cái việc lập lịch sản xuất đó là bao nhiêu người, và cái thời gian họ dành đó có thể tối ưu hóa hay không và hiệu quả hay không. Thì đó là những vấn đề mà những nhà quản lý sản xuất họ đặt ra. Bên cạnh đó đó thì họ cũng cần những cái câu hỏi trả lời về mặt ràng buộc về mặt nguồn lực, bởi vì khi anh chị lập lịch sản xuất thì anh chị cũng biết rằng là cái nguồn lực chúng ta là giới hạn về máy móc thiết bị, con người, những kỹ năng, rồi những cái mức tồn kho, để khả năng cung ứng về vật tư cũng như là mạng lưới mà chúng ta kinh doanh và bán hàng. Thì tất cả những yếu tố này cần phải cân bằng. Như vậy thì hệ thống nó có thể chia sẻ cho các anh chị những cái thông tin đó, và anh chị cân bằng được được cái kế hoạch là tốt nhất, là có lợi ích tài chính mà anh chị có thể nhìn trước được, rồi các anh chị mới quyết quyết định. Và nếu như chúng ta đã có một kế hoạch tốt như vậy á, thì liệu là những cái trở ngại trong cái việc lập lịch đó nó ảnh hưởng tới cái lợi nhuận của anh chị hay không? Nếu mà có thì cái gì nó sẽ giải quyết được chuyện này? Rồi làm sao chúng ta tối ưu hóa được cái chuyện mà quản lý trong cái những cái xưởng sản xuất, chẳng hạn như là những lệnh sản xuất có thể chúng ta tách rồi chúng ta có thể gộp lại, hoặc là chúng ta chia lệnh sản xuất ra rồi những cái phần lệnh sản xuất này sẽ chuyển qua những công đoạn khác hoặc những nhà máy khác. Như vậy thì hệ thống nó có đáp ứng được hay không? Rồi những cái công đoạn sản xuất khi nó chuyển giữa công đoạn này công đoạn kia thì cái thời gian mà nghỉ nghỉ giữa hai công đoạn á, thì nó có hiệu quả hay không? Và cũng như là khi một cái lệnh sản xuất á, được sản xuất á, thì cái lệnh sản xuất đó nó có gắn kết với cái yêu cầu của khách hàng ban đầu để chúng ta biết được chúng ta sản xuất cho ai? Chúng ta sản xuất cho ai? Và cái thời gian khách hàng yêu cầu như thế nào? Và khi mà khách hàng đòi hỏi một số cái sự thay đổi mà nếu như anh chị đáp ứng được là do cái sự cam kết của dịch vụ khách hàng thì nó tác động tới những lệnh sản xuất nào? Cái việc theo dõi đó cần phải có một mối liên kết giữa bộ phận bán hàng, bộ phận dịch vụ khách hàng, bộ phận sản xuất. Rồi họ cũng quan tâm tới cái chuyện là trong quá trình sản xuất như vậy thì nó tạo ra những cái vật liệu phụ hay không? Ở lĩnh vực sản xuất bao bì tôi nghĩ chắc cũng là có. Một số cái ngành thí dụ gỗ chẳng hạn như những cái phế phẩm, những cái gỗ vụn, hay hoặc là những cái gỗ mà mình không cần dùng được cho cái mục đích chính thì có những cái mục đích phụ mình có thể sử dụng được. Và chúng ta tương tác cái lịch này xuyên suốt ở phạm vi của công ty và tập đoàn. Và họ cũng quan tâm tới cái chuyện là trong một cái khoảng thời gian như vậy á thì ta họ xem coi những cái máy móc thiết bị của họ nó tạo ra được doanh thu như thế nào, và cái khả năng mà sử dụng cái máy móc thiết bị là bao nhiêu phần trăm trên cái tổng cái năng lực của nó. Và trong quá trình chúng ta thay đổi những cái ca kíp khác nhau như vậy thì nó có ảnh hưởng tới mức năng suất hay không, và cái thời gian mà chúng ta sản xuất ra để giao hàng đúng hạn ứng với từng xưởng, từng khu vực sản xuất là bao nhiêu phần trăm, thì họ đều quan tâm hết và họ đều đặt vấn đề. Thì trên đây một
một vài cái mục tiêu nó rất là khúc chiết thôi, bởi vì mình cũng không có nhiều thời gian. Và khi mà các anh chị đã có được những cái chia sẻ về những cái nhà hoạch định sản xuất mà họ đặt những vấn đề như vậy, thì anh chị cũng bắt đầu lại quan tâm tới là cái hệ thống mà ERP anh chị triển khai như vậy á, thì cái quy trình của nó có phù hợp với các quy trình mà các anh chị đã chuẩn bị trước đây hay không, và nếu nó phù hợp á, thì phù hợp như thế nào, và nếu nó không phù hợp á, thì cái khác biệt là gì, các anh chị cần phải xem xét. Vâng, tôi sẽ dẫn các anh chị vào trong một cái nhìn tổng quan về một cái quy trình của một hệ thống ERP. Và tôi cũng dừng ở mức độ là những cái quy trình liên quan tới sản xuất. Thì đầu tiên á, nếu mà một cái hệ thống ERP á, nó hoạt động mà hiệu quả, dễ sử dụng á, thì nó có thể trình bày cho anh chị tổng quan về mặt hệ thống của nó, những cái quy trình của nó trước khi mà anh chị có thể đi chi tiết vào các chức năng. Anh chị nhìn trên màn hình cho anh chị thấy rằng á, là những cái sản phẩm mà anh chị sản xuất ra đó, thì có phải là anh chị sản xuất theo yêu cầu khách hàng hay là các anh chị sản xuất theo dự án? Thì thường những cái dự án chẳng hạn như ta sản xuất về về Sài Gòn, những cái dự án về thép, hoặc là những cái xưởng về sản xuất về tàu tàu biển vân vân, hoặc là những cái sản phẩm mà các anh chị sản xuất ra thì sau này á, các anh chị có thể cung cấp những cái dịch vụ bảo hành bảo trì nó hay không, chứ không phải dừng ở cái hoạt động sản xuất không. Rồi á, khi mà các anh chị sản xuất như vậy á, thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều cái lệnh sản xuất. Như vậy thì những cái cấu phần hoặc là những cái bán thành phẩm á, có khi anh chị cũng không cần phải định ra những cái lệnh sản xuất chi tiết cho nó, mà anh chị có thể chủ động sản xuất trước. Tôi lấy ví dụ trong cái ngành gỗ á, thì khi mà chúng ta muốn sản xuất ra một cái bàn, cái ghế gì đó, thì nó có cái phần mà cắt cái gỗ ra từng từng cái kích thước, và rồi ghép những cái gỗ đó lại. Cái việc đó có thể chủ động mà cũng không cần phải tạo ra lệnh sản xuất theo cái đơn hàng cụ thể. Như vậy chúng ta có thể chủ động hơn, và anh chị có thể áp dụng những chức năng, ví dụ như Kanban, ví dụ như là just in time. Tôi lấy ví dụ là trong cái sản xuất công nghiệp á, nó có những cái bộ phận hay hoặc là những cái cấu thành á, thì là các anh chị cũng không cần phải lập lịch sản xuất, lập cái kế hoạch hoặc là cái lệnh sản xuất cho nó, mà cái máy móc nó chạy ra nó cắt một khúc gỗ, tự nhiên là anh chị có thể nhập vào trong hệ thống, và cái nguyên vật liệu anh chị đã định chuẩn mà anh chị đẩy vào trong cái tiêu hao của nó rồi, chứ không cần phải tạo lịch. Nó rất mất nhiều cái thời gian cũng như là cái paperwork không cần thiết, cái khái niệm gọi là backlashing. Và sau khi phân tích được những cái quy trình trong khả năng mà hỗ trợ những cái quy trình trong sản xuất, thì các anh chị nhìn thấy cái cấu trúc sản phẩm của anh chị ở mức độ nào thì anh chị cần phải có cái lệnh sản xuất, ở mức độ nào thì anh chị sản xuất lặp đi lặp lại, và mức độ nào thì hệ thống nó tự động, thì anh chị chỉ cần cập nhật cái số lượng mà cấu cấu phần nó nhập vào kho thôi. Như vậy nó giảm thiểu được cái số lượng sản xuất mà các anh chị cần phải quan tâm. Rồi định nghĩa cái cấu trúc sản phẩm cũng một phần rất quan trọng. Bởi vì trong thực tế á, là mỗi cái công đoạn sản xuất á, nó cần những vật tư cần thiết. Ở lĩnh vực bao bì cũng có thể là các anh chị sẽ có những vật tư ở những cái công đoạn nào đó, mà anh chị biết chính xác là cần cái vật tư đó ở những công đoạn đó, chứ không phải là ở những công đoạn khác, thì hệ thống nó có thể hỗ trợ các anh chị hay không. Rồi về máy móc thiết bị, về con người, về ca, kíp, vân vân. À, nó có thể định ra để mà nó có thể phục vụ cho cái mục tiêu mà anh chị lập lịch sản xuất sau này, về khả năng, về công suất. Rồi các anh chị sẽ có được cái chi tiết về cấu trúc sản phẩm, về những cái ca làm việc, những ngày nghỉ, những nguồn lực, và cuối cùng là các anh chị sẽ có một cái quy trình xuyên suốt từ khi khách hàng đặt hàng tới khi các anh chị lập kế hoạch sản xuất, nhu cầu nguyên phụ liệu. À, các anh chị xem xét coi những cái lịch sản xuất như vậy á, thì mình có phù hợp với lại cái yêu cầu về mặt khách hàng của mình hay không, hay hoặc là có nhiều cái lệnh sản xuất như vậy thì mình điều phối nó làm sao. Rồi những hoạt động ở trong cái khu vực sản xuất, ví dụ như là
xuất vật tư, rồi ta nhập những cái công đoạn bán thành phẩm hoặc thành phẩm, và cuối cùng là chúng ta xuất hàng. Thì nếu hệ thống á, cái tiện ích của nó cao á, thì nó cho phép các anh chị nhìn trên những cái workflow mà tôi trình bày á, để từ đó các anh chị á, có thể làm quen một cách dễ dàng bằng cách công đoạn nào các anh chị cần thiết á, thí dụ như là tạo ra một cái đơn đặt hàng từ khách hàng, anh chị chỉ cần double click vào trong cái chức năng đó là anh chị có thể đi đến được được một cái đơn hàng cụ thể, mà không cần các anh chị phải nhớ được cái những cái chức năng và function. Sau khi mình thấy được cái quy trình rồi á, thì mình thử tìm hiểu ra một số cái những chỉ số phân tích của cái bộ phận quản lý sản xuất. Bởi vì cuối cùng á, thì hoạt động sản xuất nói chung á, thì cũng ta cũng phải thỏa mãn được những cái mục tiêu mà hồi nãy mà tôi mới đặt ra, thí dụ như là về mặt lợi nhuận của tập đoàn mà liên quan tới cái việc giao hàng đúng hạn, thì bộ phận sản xuất họ cũng xem xét được là những cái đơn hàng nào là họ sản xuất kịp tiến độ, rồi những cái đơn hàng đó thì có sản phẩm hỏng hay không, họ cần phải xem xét những yếu tố đó để họ có những cái can thiệp kịp thời. Ok, như vậy á, thì đối với người quản lý sản xuất á, thì họ sẽ có được những cái chỉ số phân tích trên cái dashboard của họ, họ xem coi là ngày hôm nay á, thì bao nhiêu lệnh sản xuất đã hoàn thành, bao nhiêu lệnh sản xuất đã trễ so với kế hoạch, và cái phần trăm cái lệnh sản xuất hoàn thành là bao nhiêu. Đó. Và họ cũng có những cái chỉ số về mặt phân tích thời điểm, chẳng hạn như là họ định ra là cái lệnh sản xuất nó trễ là chỉ có khoảng chừng 2% trong tổng số cái lệnh sản xuất thôi. Thì họ có thể đặt ra những cái chỉ tiêu này, và khi mà chỉ tiêu nó bị vượt á, thì nó sẽ cung cấp những cái cảnh báo, những cái màu sắc để cho cái người quản lý sản xuất và người điều hành á, họ nhận thức ra được là chúng ta đang có vấn đề hoặc là cái vấn đề đã được kiểm soát. Rồi về cái hao hụt hay hoặc là những cái sản phẩm hỏng hay hoặc là thời gian mà chúng ta ngừng truyền thì nó cũng được ghi nhận. Và người quản lý sản xuất khi mà thấy được những yếu tố phát sinh nó có vấn đề thì họ có thể chủ động họ double click, nó gọi là drill down xuống các vấn đề để họ xem được những thông tin cụ thể. Như vậy thì họ cũng không cần phải đào tạo nhiều, được đào tạo nhiều. Họ ở cái hoạt động quản lý họ có thể đi vào hoạt động vận hành và họ xem xét từng cái yếu tố mà nó phát sinh trong điều hành hàng ngày á, ở dưới xưởng á, thông qua chỉ là một cái màn hình và điều khiển của họ thôi. Thí dụ trong cái minh họa này á, thì họ đi vào một cái lệnh sản xuất cụ thể xem coi vì sao mà có cái sản phẩm hỏng á, nó tới 5 chiếc. Đây là một cái sản phẩm đồ gỗ, như vậy là hỏng, cái tỷ lệ hỏng này cũng khá là cao. Và như vậy hệ thống nó thông qua những cái công cụ nó gọi là những cái ngữ cảnh phân tích thông minh á, thì nó cho biết rằng là cái tổng cái đơn đặt hàng á, là nó là 1.500, mình chúng ta sản xuất được 600 nhưng mà tới có 5 chiếc nó hỏng, như vậy là cái tỷ lệ nó khá là cao. Đương nhiên ở đây là mình tôi lấy ví dụ một cái lệnh sản xuất cụ thể, nó sẽ có nhận được những cái thống kê trong vòng 1 tháng, trong vòng tuần truyền, hay hoặc là những cái khu vực sản xuất, hoặc là những cái nhà máy sản xuất, vân vân và vân vân. Quay trở lại cái màn hình điều khiển, nếu như bên anh chị có nhiều cái dây chuyền sản xuất hoặc là cái việc lập lịch sản xuất ở những cái nhóm lập kế hoạch khác nhau, thì chúng ta cũng có thể lọc được những cái thông tin liên quan tới cái những cái lệnh sản xuất của mình theo cái nhóm cái lên kế hoạch cũng như là một cái những cái khu vực sản xuất khác nhau, thì hệ thống nó cũng có thể cho anh chị những cái thông tin mang tính chất là minh họa, và để từ đó các anh chị sẽ drill down xuống những cái hoạt động vận hành để tìm hiểu thêm chi tiết. Bên cạnh đó đó thì thông qua những cái lưới về mặt thông tin đó, thì những anh chị điều hành đó, cũng rất dễ dàng xem coi là những cái sản phẩm mà chúng ta cần phải sản xuất đứng với những cái khách hàng cụ thể á, là như thế nào, khi nào thì chúng ta sẽ giao cho khách hàng và số lượng là bao nhiêu. Tôi lấy một cái ví dụ.
lấy một ví dụ như một cái tập đoàn IKEA này nó đặt về đồ gỗ, nên chị cũng thấy họ đặt hàng với số lượng những các mặt hàng khác nhau, với cái số lượng như thế nào, thời gian chị hoàn thành, cần phải giao là những cái ngày nào, trên cái đơn hàng nào, như vậy. Rồi sẽ có những cái thông tin khác liên quan tới cái những cái danh sách mà những cái vật tư nó có thể thiếu hụt, thì hệ thống nó có thể nó sẽ cho phép các anh chị thông qua những cái kỳ vọng về nhập nguyên phụ liệu về, cũng như là trong tương lai mình sẽ phải xuất vào xong sản xuất bao nhiêu á, thì nó sẽ tính được cái kế hoạch về vật tư cho các anh chị trong từng cái mặt hàng cụ thể, và những cái sản phẩm nào nó có vấn đề thì nó sẽ thể hiện trên cái lưới này để anh chị có thể điều phối. Ngoài ra thì các anh chị cũng có nhiều, rất là nhiều cái lưới thông tin mà chúng ta cũng cần, không cần cái báo cáo của nhân viên về sản xuất, họ cung cấp cho các anh chị hàng ngày, hàng tuần hay hàng 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 tháng. Các anh chị có thể vào để anh chị biết xem xét là những cái lệnh sản xuất nào các anh chị có thể đã hoàn thành, bằng cách là anh chị chỉ cần chọn trên cái lưới dữ liệu, và dựa trên đây thì nó sẽ tập hợp tất cả những lệnh sản xuất các anh hoàn thành. Và anh chị có thể xem bằng cách là chúng ta có thể drill down có bao nhiêu cái công đoạn sản xuất đối với một mặt hàng cụ thể, và thông qua từng công đoạn như vậy thì nó hoàn thành được bao nhiêu so với lại cái kế hoạch ban đầu. Và nếu đi chi tiết hơn á, từng cái công đoạn thì có những cái vật tư kèm theo, và cộng với lại cái việc điều phối về mặt nguồn lực á, khi mà cái hệ thống nó cung cấp cho các anh chị về cái kế hoạch về sản xuất á, thì các anh chị cũng có thể xem được là những kế hoạch ở từng cái khu vực sản xuất cũng như là các nhà máy của anh chị ra làm sao, mà cũng ở trên cái màn hình dashboard này. Anh chị có thể view ra được những cái layout khác nhau ở những cái nhà máy khác nhau. Và mỗi nhà máy như vậy thì nó sẽ gắn kết những sản phẩm cụ thể, và anh chị có thể nhìn thấy. Nó giúp cho anh chị điều hành một cách hiệu quả. Thì sau khi cái sự chuẩn bị của các anh chị để tạo ra được cái trải nghiệm của các anh chị như vậy, sau khi các anh chị tương tác với lại những cái doanh nghiệp mà sản xuất hàng đầu để họ đặt những vấn đề, và sau khi các anh chị xem xét được những cái quy trình trong hệ thống ERP cũng như là những cái mục tiêu quản lý mà nó thể hiện cụ thể, thì các anh chị sẽ trả lời được cái câu hỏi mà đặt ra từ cái đầu của webinar là anh chị đã thực sự sẵn sàng hay chưa. Thì tôi xin chuyển qua cái phần hỏi đáp sau khi kết thúc cái phần trình bày. Xin mời các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe phần trình bày của anh Nguyễn Đông Hồ và cảm ơn anh về phần trình bày của mình. Sau đây chúng ta sẽ đến với phần hỏi đáp. Nếu anh chị có bất kỳ câu hỏi nào về phần trình bày cũng như về việc về trình bày của anh Nguyễn Đông Hồ thì anh chị vui lòng ghi câu hỏi của mình vào phần ô questions bên dưới. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi như sau. Theo anh thì điều kiện tiên quyết mà doanh nghiệp cần phải có trước khi triển khai dự án ERP là gì? Cái câu hỏi vừa rồi mà chị Thảo đọc lên thì cũng không biết là đến từ anh chị ở công ty nào, thì tôi xin trả lời như thế này là cái điều kiện tiên quyết để các anh chị có thể bắt đầu trước cái thử thách là triển khai cái hệ thống ERP, đương nhiên nói ngắn gọn thì các anh chị có ngân sách, các anh chị có thời gian, các anh chị có nhân sự, các anh chị có mục tiêu, các anh chị có phạm vi, thì đó là những cái điều kiện tiên quyết. Bởi vì dựa trên những điều kiện tiên quyết đó, các anh chị sẽ thực hiện được những cái chia sẻ mà tôi vừa mới trình bày để giải quyết được vấn đề là anh chị đã thực sự sẵn sàng hay chưa. Thì khi các anh chị sẵn sàng và cộng với những điều kiện tiên quyết, thì đó là những cái mục tiêu mà nó sẽ đồng hành với anh chị một cái thời gian trong phạm vi của dự án. Xin cảm ơn anh hay chị hỏi tôi câu hỏi vừa rồi. Và câu hỏi
Tiếp theo đến từ anh Tín Ngô, đó là giải pháp ERP này có chuyển ngữ sang tiếng Việt được hay không? Xin mời anh. Khi hoạt động ở một cái thị trường nào, cụ thể là Việt Nam, xưa anh Đính Ngô, thì cái hệ thống ERP chúng ta sẽ có cái giao diện bằng ngôn ngữ tiếng Việt, và đồng thời là ngoài ra nó phải trả lời luôn cái câu hỏi có thể anh đặt ra trong cái phần chuyển ngữ hoặc hoặc là không, tôi cũng không hình dung được, nhưng mà nó phải tuân thủ với lại cái hệ thống kế toán Việt Nam nữa. Xin cảm ơn anh. Và câu hỏi tiếp theo đến từ họ anh Thi Vũ, đó là anh chia sẻ kinh nghiệm về các tác động để thay đổi nhận thức của end user để họ chủ động tham gia vào các dự án ERP tại công ty. Của anh Thi Vũ, tôi nghĩ cái hỏi anh đặt ra rất là hay, bởi vì cái việc triển khai cái hệ thống ERP như tôi chia sẻ trong cái việc sẵn sàng, thì tất cả các giám đốc điều hành họ cho rằng là cái yếu tố mà thách thức nhất là yếu tố về con người, thì làm sao để các end user họ chủ động vào, bởi vì là họ đã làm quen với những cái hệ thống hiện tại mà họ đang sử dụng, họ chưa nhận thức được là việc triển khai hệ thống ERP có mang lại lợi ích cho họ hay không. Thì cái việc đầu tiên tôi nghĩ á, và tôi cũng đã từng gặp phải đó, trong suốt thời gian mà tôi có tham gia về quản lý dự án cho tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, thì việc đầu tiên á, thì anh chị hoặc cụ thể là anh á, là cần phải có được một cái sự hỗ trợ của cái ban giám đốc về mục tiêu chung. Thì khi mà anh có được một cái sự hỗ trợ của ban giám đốc phòng mục tiêu chung, mà với lại cái lộ trình cũng như là những cái mục tiêu mà anh chị được thực hiện, thì cái việc đầu tiên anh chị phải xây dựng ra một cái nhóm mà xúc tiến, mà anh sẽ đưa vào những cái nhân sự mà thực sự là nòng cốt, nhân sự mà họ gọi là champion á, thì từ những nhân sự trẻ và có năng lực, và cũng như là họ muốn chấp nhận được cái thách thức để mà có thể họ thực hiện được một cái dự án nào đó riêng cho họ, thì nó sẽ thúc đẩy được những cái nhân sự mà end user khác để họ thay đổi nhận thức dần dần, cộng với sự hỗ trợ của cái ban giám đốc ở bên trên. Và đương nhiên á, mình cũng chủ động gặp gỡ những người end user để tìm hiểu xem là những cái yêu cầu, những cái trăn trở, những cái trở ngại họ là cái gì, thông qua cái việc truyền thông của dự án á, thông qua cái việc truyền thông của cái trong giai đoạn xúc tiến á, để mình kéo họ vào trong cái việc chuẩn bị cho dự án. Thì tôi nghĩ đó là một trong những cái cách mà tôi đã thực hiện trong một cái dự án cụ thể. Xin cảm ơn anh Thị Vũ về câu hỏi của mình. Và câu hỏi vừa rồi của anh Thi Vũ cũng là câu hỏi cuối cùng của webinar ngày hôm nay, bởi vì đối với những câu hỏi mà chúng tôi không có đủ thời gian để trả lời trong webinar ngày hôm nay, chúng tôi sẽ trả lời đến các anh chị qua các phương tiện truyền thông khác như email hoặc điện thoại. Và sau đây sẽ là contact của anh Nguyễn Đông Hồ để anh chị có thể liên hệ nếu mà có bất kỳ thắc mắc nào. Cảm ơn anh Hồ và cảm ơn các anh chị đã tham dự webinar Are You Ready for ERP Challenges của ngày hôm nay, và hy vọng qua buổi webinar này anh chị đã có một cái nhìn toàn diện hơn về việc chọn đối tác cung cấp và giải pháp ERP. Sau khi kết thúc webinar, anh chị vui lòng kiểm tra email cảm ơn của chúng tôi để thực hiện khảo sát giúp TRG hoàn thiện hơn trong công tác tổ chức những webinar lần sau. Quan trọng hơn nữa, nếu anh chị có đồng nghiệp hoặc bạn bè đang muốn tìm hiểu về ERP, hãy chia sẻ thông tin về chuỗi ERP webinar Your Roadmap to ERP Success.
Chúng tôi tin rằng nó sẽ giúp ích rất nhiều cho các doanh nghiệp Việt Nam không còn phải lúng túng trong việc triển khai các dự án ERP một cách hiệu quả nữa. Và đại diện cho công ty TRG International, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn và lời chào thân ái nhất đến các anh chị. Chúc anh chị có một cuối tuần vui vẻ.